Nối âm vô nào. Rồi, chê cung hân. Chô ơn chi ca bê. Bê nâng ca xin nhì đà. Yên kiếm. Bê nâng, ờ. Bê nâng ca xin nhì đà. Tức mơ là có một công nghệ. Và người nghề tốt thế là thì người nghề tốt là người nghề gì? Cho ơn chi các cái mùa gì đó. Theo như mình suy nghĩ, cho ơn chi các nghề nghiệp tốt là gì đó không? Cho ơn chi các pi mùa gì đó. Suy nghĩ, suy nghĩ. Xong tóc kê, xong tóc kê. Mặt ngưng, chi tóc. Tôi nên không phân xui nên chi tốt cái gì ta có cho Hachima được có kìm trang Hachima được căng thẳng quá luôn kìm trang Hachima khi nào thì tiếng Việt của mình đi cho ông chi ca tiên bố xin gì cả cái nghề nghiệp tốt là cái gì để theo như thiên mình nghĩ đi mình nghĩ trước đi nghề nghiệp tốt là cái gì nghề nghiệp tốt vấn nghề nghiệp tốt là gì đó có lương cao rồi lương cao ổn định lâu dài lương cao được ổn định lâu dài rồi đó nghề tốt là nghề gì tiền nghề tốt là nghề gì cho ân chi cá phi mùa hè đó thế thì nghề nó như thế nào nghề mình thích đúng rồi em có đam mê nghề mình thích rồi nghề mình tốt là nghề gì nhưng mà em thấy nghề được không phù hợp với tính cách giờ của dự nhân thật bây giờ là gì tại thế bây giờ là biết cốt đi nhưng mình không có khả năng biết cốt thì giờ làm sao biết người khác thì đó thì nó làm sao phù hợp với hoàn cảnh là sao phải học cái gì thiếu là sao nghề nghiệp tốt là gì em hỏi trời ơi tuổi 18 đầy hoang mang thử hoạch định thử xem mình thích làm gì cái đã tự nhiên trong đời mình nghĩ là được cái chữ phiên dịch sao được đúng không mình hay có một cái mình có một cái hình ảnh gì đó cái mình mới nghĩ được cái chữ phiên dịch chứ tại sao mọi người này không nghĩ được cái từ phiên dịch mà mình nghĩ được cái từ phiên dịch mình hay có một cái hình ảnh gì về cái nghề phiên dịch chứ nhớ được nhiều hơn gì khác biết được nhiều